Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, phẩm thế giới thành tựu thứ tư. Phẩm là phẩm loại, thế tức là tam thế ba đời, tức đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Giới tức là phân giới, còn là phương giới vì có giới hạn, có phương hướng, có phân biệt. Thế giới thành tựu như thế nào? Nói tổng quát thế giới có thành tựu thì có hủy diệt. Đây là định luật tự nhiên. Tuổi thọ của thế giới chia làm thành trụ hoại không bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn là 20 tiểu kiếp. Một thế giới trải qua 80 tiểu kiếp rồi, thì thế giới mới lại sinh ra, hết rồi lại bắt đầu. Do đó, thế giới này thành thì thế giới kia hoại, thành hoại, hoại thành, chẳng có gián đoạn. Khi ban đầu thành thì đại địa là nước bị gió thổi, bị mặt trời làm nóng, mà thành sơn hà đại địa. Lúc đó mới có thực vật sinh ra, sau đó mới có động vật sinh sống, có con người sinh tồn. Trải qua bao nhiêu năm rồi thì sinh ra các nước, có văn hóa, có nhân dân, hình thành quốc gia. Thời kỳ này, đại địa thanh tịnh, nhân dân hòa vui, chẳng có tham sân si, cũng chẳng có ích kỷ lợi mình, nhân loại đều từ bi, đại công vô tư. Về sau dần dần sinh ra tâm tham, tâm sân, tâm si, phát sinh ra hành vi sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, các điều ác, nhân dần tà kiến điên đảo, làm 10 điều ác, do đó mà trời chẳng mưa, ngũ cốc chẳng sinh, phát sinh tai nạn đói khát, con người ăn rễ cây hoặc đọt cây, vì chẳng có vật thực để ăn, cho nên bệnh dịch phát sinh, do đói khát và ôn dịch dẫn đến binh đao kiếp nạn. Chiến loạn có ghi trong lịch sử đều do nguyên nhân này mà phát sinh. Như cuối đời nhà Hán thì Hoàng Cân nổi loạn, cuối đời nhà Đường thì Hoàng Sào nổi loạn, cuối đời nhà Minh thì Lý Tự Thành nổi loạn, vân vân. Tam tai này đều có quan hệ với nhau, vì người lãnh tụ quốc gia khởi tâm tham muốn xâm lược lãnh thổ của nước khác nên phát sinh chiến tranh. Như chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân không ngoài tham sân si. Bởi chiến tranh nhân dân chẳng biết nương vào đâu mà sống, vì tai nạn đau binh nên phát sinh nạn đói khát, vì đói khát mà sinh ra ôn dịch. Cho nên khi kiếp trụ cũng có thành trụ hoại không, bốn thứ hiện tượng phát sinh. Khi kiếp trụ qua rồi, hiện tại là tiểu kiếp thứ 9 về giảm tuổi thọ, thì đến hoại kiếp, sơn hà đại địa dần dần sẽ hủy diệt. Trải qua 20 tiểu kiếp thì vũ trụ hoàn toàn chẳng còn gì nữa, đó là kiếp không. Trong kinh Đại Bi có nói: A Nan, 3.000 đại thiên thế giới này khi kiếp muốn thành thì đều là nước. Trời Tịnh Cư dùng thiên nhãn thấy thế giới này chỉ toàn là nước, thấy có 1.000 đóa hoa sen, mỗi hoa sen có 1.000 cánh, hoa sen màu vàng thì ánh sáng vàng, quang minh chiếu khắp, mùi thơm ngào ngạt rất ưa thích. Trời Tịnh Cư đó vì thấy rồi bèn sinh tâm hoan hỉ, nhảy nhót hớn hở mà khen rằng: lạ thay, thật là hy hữu. Vậy trong kiếp này sẽ có 1.000 vị Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư của 1.000 vị Phật trong hiền kiếp này. Ở trước Ngài đã có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Mỗi thế giới phải trải qua thời gian dài như thế mới thành tựu. Phẩm này là phẩm thứ tư trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm thế giới thành tựu thứ tư. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền nhờ thần lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả biển thế giới, tất cả biển chúng sinh, tất cả biển chư Phật, tất cả biển pháp giới, tất cả biển nghiệp chúng sinh, tất cả biển căn dục của chúng sinh, tất cả biển pháp luân của chư Phật, tất cả biển ba đời, tất cả biển nguyện lực của Như Lai, tất cả biển thần thông biến hóa của Như Lai. Khi bắt đầu phẩm thế giới thành tựu thì vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Ngài là vị Đại Bồ Tát trong các Đại Bồ Tát. Vì sao gọi là Đại Hạnh? Vì hạnh môn tu hành của Ngài chẳng phải một số Bồ Tát tu hành được. Ngài là Bồ Tát phổ khắp thánh hiền, hạnh của Ngài cũng lớn, nguyện cũng lớn. Trong vô lượng kiếp về trước phát tâm Bồ Đề, khi mỗi vị Phật thành Phật thì nguyện làm trường tử của Phật. Khi Phật Thích Ca thành Phật thì Ngài làm đại đệ tử của Phật. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài là người nói pháp đại biểu cho Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ nói nghĩa lý. Ngài dùng pháp thân làm thân, thành tựu công đức của chư Phật và thần thông biến hóa của chư Phật, cùng một thể với chư Phật, chẳng có sự phân biệt. Song Ngài rất khiêm nhường, cho nên nói:
Tất cả đều nương sự gia bị của Phật mới có trí huệ diễn nói đạo lý một bộ phận trong Kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại, Ngài nương đại oai thần lực của Phật và sức thần thông của chính Ngài quan sát khắp tất cả biển thế giới thành như thế nào, trụ như thế nào, họa như thế nào, không như thế nào. Những vấn đề này, Ngài đều nghiên cứu rất rõ ràng. Thế giới hải này dự bị cho chúng sinh có thể sinh tồn trong thế giới này. Chúng sinh có rất nhiều, đủ loại, vô lượng, cho nên gọi là biển chúng sinh. Thế giới này có chúng sinh có trí huệ thì muốn tu hành rồi thì sẽ thành Phật. Tất cả chư Phật là do chúng sinh tu thành, hết thảy chư Phật nhiều như biển cả, cho nên gọi là tất cả biển chư Phật. Thế giới chẳng phải chỉ có một phương, mà là mười phương, do đó tận hư không biến pháp giới, cho nên gọi là tất cả biển pháp giới. Bồ Tát Phổ Hiền đều quan sát hiểu rõ được tất cả những cảnh giới này. Có thế giới rồi, có chúng sinh rồi, có chư Phật rồi, lại sinh mười phương pháp giới. Chúng sinh ở trong biển pháp giới, ai nấy đều có nhân duyên khác nhau, có quả báo khác nhau, nghiệp lực của mỗi chúng sinh đều có nghiệp thiện, có nghiệp ác. Tạo nghiệp thiện thì đi lên, tạo nghiệp ác thì đọa đi xuống. Giữ năm giới, tu 10 điều lành thì sinh về cõi trời. 10 điều lành là thân chẳng sát sinh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, ba nghiệp thiện về thân. Miệng chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói hai lưỡi, chẳng chửi mắng, bốn nghiệp thiện về miệng. Ý chẳng tham lam, chẳng sân hận, chẳng ngu si, ba nghiệp thiện về ý, cộng lại là 10 điều lành. Ngược lại tức là 10 điều ác. Tạo 10 điều ác thì sẽ đọa vào địa ngục. Nghiệp của chúng sinh tạo ra chẳng có hình tướng, nếu không thì sớm đã đầy nghẹt hư không. Nghiệp của chúng sinh vô lượng vô biên, cho nên gọi là biển nghiệp của chúng sinh. Căn tánh của chúng sinh cũng khác nhau. Chúng sinh căn lành sâu dày thì thích nghiên cứu Phật pháp, hiếu thuận với cha mẹ, cung kính các bậc sư trưởng, tín ngưỡng tam bảo. Chúng sinh căn lành cạn mỏng thì chẳng những chẳng nghiên cứu Phật pháp mà còn phỉ báng Phật pháp, chẳng những chẳng hiếu thuận với cha mẹ mà cũng chẳng cúng dường cha mẹ, chẳng trọng sư, cũng chẳng kính các cụ già, chẳng những chẳng tin tam bảo mà thậm chí còn hủy nhục tam bảo. Sự ưa thích của chúng sinh cũng khác nhau. Sự ưa thích tức là tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Năm thứ dục tức là vào địa ngục năm căn. Căn và dục này là chướng ngại lớn nhất của chúng sinh, vì chúng sinh có nhiều căn dục, nên chư Phật bèn dùng 84.000 pháp môn phương tiện để đối trị mau bệnh của chúng sinh. Cho nên tất cả chư Phật truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, sám hối nghiệp chướng, rộng tu cúng dường, phát bồ đề tâm, sớm thành Phật đạo. Ở trước chỉ nói về một thế giới hải, hiện tại nói về tất cả tam thế hải. Trong đời quá khứ có vô lượng chư Phật, đời hiện tại cũng có vô lượng chư Phật, đời vị lai cũng có vô lượng chư Phật, hợp lại gọi là biển ba đời. Tại sao Phật thành Phật? Vì trong quá khứ, khi Ngài ở tại nhân địa tu hành, thì phát đại nguyện lực, nhờ những nguyện lực này mà thành Phật. Thành Phật rồi tại tâm như ý, thần thông biến hóa vi diệu nhiều như biển cả, cho nên gọi là tất cả biển thần thông biến hóa của Như Lai. Quan sát như vậy rồi, khắp bảo tất cả các biển chúng Bồ Tát trong đạo tràng rằng, Phật tử, chư Phật Thế Tôn có trí huệ thanh tịnh, biết được tất cả thế giới hải, thành trụ hoại không, không thể nghĩ bàn. Trí huệ biết được biển nghiệp của tất cả chúng sinh, không thể nghĩ bàn. Trí huệ biết được tất cả thế giới hải an lập, không thể nghĩ bàn. Trí huệ diễn nói tất cả biển Phật vô biên, không thể nghĩ bàn. Trí huệ vào tất cả biển ưa thích, hiểu biết căn tánh, không thể nghĩ bàn. Trí huệ một niệm biết khắp tất cả ba đời, không thể nghĩ bàn. Trí huệ hiển thị vô lượng nguyện hải của tất cả Như Lai, không thể nghĩ bàn. Trí huệ thị hiện tất cả biển thần thông biến hóa của Phật, không thể nghĩ bàn. Trí huệ chuyển bánh xe pháp, không thể nghĩ bàn. Trí huệ kiến lập đạo tràng, diễn nói biển Phật pháp, không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Phổ Hiền quan sát khắp tất cả biển ở trên rồi, lại bảo khắp biển chúng Bồ Tát trong tất cả đạo tràng rằng, các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời đều có mười thứ trí huệ. Một, chư Phật có trí huệ biết tất cả thế giới hải thành như thế nào, họa như thế nào, cũng không thể nghĩ bàn. Hai, chư Phật có trí huệ biết biển nghiệp của tất cả chúng sinh, tạo nghiệp gì, thọ quả báo gì,
Do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, cũng không thể nghĩ bàn. 3. Chư Phật có trí huệ, biết tất cả các giới hải, an lập, cũng không thể nghĩ bàn. 4. Chư Phật có trí huệ, hay diễn nói tất cả biển Phật vô biên, cũng không thể nghĩ bàn. 5. Chư Phật có trí huệ, minh bạch được đủ thứ sự ưa thích, đủ thứ hiểu biết, đủ thứ căn tánh của tất cả chúng sinh, cũng không thể nghĩ bàn. 6. Chư Phật có trí huệ, trong một niệm biết được tất cả nhân duyên đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, cũng không thể nghĩ bàn. 7. Chư Phật có trí huệ, hiển thị vô lượng biển thệ nguyện của tất cả Như Lai phát ra, cũng không thể nghĩ bàn. 8. Chư Phật có trí huệ, lại hay thị hiện biển thần thông biến hóa của tất cả chư Phật, cũng không thể nghĩ bàn. 9. Chư Phật có trí huệ, chuyển bánh xe pháp vi diệu giáo hóa chúng sinh, cũng không thể nghĩ bàn. 10. Chư Phật có trí huệ, nơi nơi kiến lập đạo tràng diễn nói tất cả biển Phật pháp, cũng không thể nghĩ bàn. Thanh tịnh thần Phật không thể nghĩ bàn, vô biên biển sắc tướng chiếu sáng không thể nghĩ bàn, tướng và vẻ đẹp đều thanh tịnh không thể nghĩ bàn, vô biên biển sắc tướng quang minh luân đầy đủ thanh tịnh không thể nghĩ bàn, đủ thứ biển sắc tướng mây quang minh không thể nghĩ bàn, biển thù thắng bảo diễm không thể nghĩ bàn, thành tựu biển lời lẽ âm thanh không thể nghĩ bàn, thị hiện ba thứ biển tự tại điều phục tất cả chúng sinh thành thục không thể nghĩ bàn, dũng mãnh điều phục các biển chúng sinh chẳng lướng qua không thể nghĩ bàn. Một, chư Phật Thế Tôn đều thanh tịnh thân Phật không thể nghĩ bàn. Hai, chư Phật Thế Tôn có vô biên sắc tướng hiện ra đủ thứ thân, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả các cõi nước không thể nghĩ bàn. Ba, chư Phật Thế Tôn có 32 tướng 80 vẻ đẹp, mỗi tướng đều trang nghiêm thanh tịnh, mỗi vẻ đẹp đều quang minh chiếu khắp không thể nghĩ bàn. 4. Chư Phật Thế Tôn có vô biên biển sắc tướng và đại quang minh vân, đầy đủ thanh tịnh, trong thanh tịnh lại đầy đủ quang minh, không thể nghĩ bàn. 5. Chư Phật Thế Tôn hiện ra đủ thứ biển sắc tướng và đủ thứ quang minh cũng không thể nghĩ bàn. 6. Chư Phật Thế Tôn có các châu báu thủ thắng, mỗi thứ báu phóng ra 10 quang, 5 màu như lửa ngọn cũng không thể nghĩ bàn. 7. Chư Phật Thế Tôn có một thứ lời lẽ âm thanh hay thành tựu đủ thứ lời lẽ, đủ thứ âm thanh không thể nghĩ bàn. 8. Chư Phật Thế Tôn hay thị hiện ba thứ biển tự tại, tức cũng là thân miệng ý, ba nghiệp đều được tự tại điều phục được tất cả chúng sinh, thành thục tất cả chúng sinh, điều phục là khiến cho chúng sinh càng cường hết càng cường, chúng sinh đi vào đường tà, khiến cho họ đi trên con đường chánh, thành thục là khiến cho chúng sinh đã trồng căn lành, thì sớm thành thục. Chúng sinh căn lành đã thành thục thì khiến cho đắc được giải thoát, năng lực điều phục thành thục tất cả chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn. 9. Chư Phật Thế Tôn dùng sự dũng mãnh để điều phục chúng sinh, khiến cho tâm niệm của họ chẳng đốn qua, tức cũng là dùng bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự bốn pháp nhiếp để cảm hóa chúng sinh, vì tập khí của chúng sinh quá nặng, do đó trước dùng câu dục móc, sau khiến vào Phật trí. Chúng sinh ưa thích gì thì Phật bố thí vật đó, chúng sinh thích nghe pháp gì thì Phật nói pháp đó, hoặc làm sự nghiệp có ích đối với chúng sinh, hoặc làm cùng nghề nghiệp với họ, khiến cho họ phát tâm bồ đề, sau đó giảng giải đạo lý 6 ba la mật thì họ nhất định sẽ tin y theo pháp tu hành. Đây cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. An trụ Phật địa không thể nghĩ bàn, vào cảnh giới của Như Lai không thể nghĩ bàn, oai lực hộ trì không thể nghĩ bàn, quan sát tất cả trí huệ, sở hành của Phật không thể nghĩ bàn, các lực viên mãn không thể phá hoại, không thể nghĩ bàn, vô úy công đức chẳng ai hơn được, không thể nghĩ bàn, trụ trong tam muội chẳng khác biệt, không thể nghĩ bàn, thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn, trí huệ thanh tịnh tự tại không thể nghĩ bàn, tất cả Phật pháp không thể hủy hoại, không thể nghĩ bàn. An trụ tại Phật địa, tu đủ thứ pháp môn thì tương lai có thể thành Phật. Đây là không thể nghĩ bàn. Minh bạch cảnh giới của Như Lai, đây là không thể nghĩ bàn. Dùng oai lực để hộ trì Phật pháp, đây là không thể nghĩ bàn. Quan sát tất cả pháp môn trí huệ sự tu hành của Phật, đây là không thể nghĩ bàn. Mười lực của Phật viên mãn, chẳng có bất cứ lực nào có thể phá hoại được, đây là không thể nghĩ bàn. Phật thì phước huệ đều tu, công đức viên mãn, chẳng ai hơn được, đây là không thể nghĩ bàn. Trụ ở trong tam muội chẳng có phân biệt, tức cũng là tam muội biến nhất thiết xứ, đây là không thể nghĩ bàn. Tu hành thành công,
thì có thần thông biến hóa, đây là không thể nghĩ bàn. Có quang minh thanh tịnh, có trí huệ tự tại thì chẳng điên đảo, chẳng vọng tưởng. Tại sao có tâm tham dục? Vì chẳng có trí huệ. Nếu có trí huệ thì sẽ buông xả tất cả. Còn có gì để tham luyến? Đây là không thể nghĩ bàn. Tất cả Phật Pháp chẳng có sức lực nào có thể phá hoại được. Đây là không thể nghĩ bàn. Tu hành Phật Pháp nếu thật tâm mà tu thì kẻ khác phá hoại như thế nào cũng chẳng được. Như đạo tràng chùa Kim Sơn là chân thật tu hành. Có người phê bình tốt, có người phê bình chẳng tốt. Bất cứ tốt hoặc không tốt, quy củ của chùa Kim Sơn vẫn không thay đổi. Có trước có sau, quán triệt đáo đẻ. Người xuất gia ở chùa Kim Sơn đều phụng hành ngày ăn một bữa vào buổi trưa, đêm ngủ ngồi, tham thiền đà tọa, tụng kinh chỉ chú. Toàn thế giới chẳng thể tìm được nơi thứ hai như thế này. Người có tà tri tà kiến thì cho rằng quy củ của chùa Kim Sơn chẳng hợp với thời đại, do đó mà sinh ra đủ thứ phỉ báng. Nên biết người phá hoại đạo tràng thì tương lai chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi hoặc là á khẩu. Tất cả các pháp như vậy tôi đều nương thần lực của Đức Phật và oai thần lực của tất cả Như Lai tôi nói đầy đủ. Bồ Tát Phổ Hiền nói, giống như tất cả các pháp vừa nói ở trên, tôi đều nương thần lực của Phật và đại oai thần lực của tất cả Như Lai tôi nói tỉ mỉ cho các vị nghe. Vì khiến cho chúng sinh vào biển trí huệ của Phật, vì khiến cho tất cả Bồ Tát được an trụ ở trong biển công đức của Phật, vì khiến cho tất cả thế giới hải, tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm cõi nước, vì khiến cho tất cả biển kiếp trùng tánh của Như Lai luôn luôn chẳng đoạn diệt, vì khiến cho trong tất cả thế giới hải hiện bày tánh chân thật của các pháp, vì khiến cho tùy vô lượng sự hiểu biết tất cả biển chúng sinh mà diễn nói, vì khiến cho tùy các căn của tất cả biển chúng sinh các Phật pháp, vì khiến cho sự tùy sự ưa thích của tất cả biển chúng sinh mà phá tan tất cả núi chướng ngại, vì khiến cho tùy tâm hạnh của tất cả biển chúng sinh mà khiến cho họ tịnh tu trị yếu đạo ra khỏi ba cõi, vì khiến cho tất cả Bồ Tát an trụ ở trong biển thệ nguyện của Phổ Hiền. Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền phải tuyên nói đầy đủ tất cả các pháp? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vào biển trí huệ của Phật, do đó vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, lại muốn khiến cho tất cả Bồ Tát vào trong biển công đức của Phật, tu công đức của Phật tu, viên mãn công đức mà Phật đã thành tựu đắc được an trụ, lại muốn khiến cho tất cả thế giới hải, hết thảy tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm cõi nước, rất tự nhiên mà thành công, lại muốn khiến cho thời gian trong tất cả biển kiếp trùng tánh của Như Lai thường chẳng dứt mất, lại muốn khiến cho trong tất cả thế giới hiện bày ra tánh chân thật của tất cả các pháp, tức cũng là chân như thật tánh, lại muốn khiến cho tùy theo sự hiểu biết vô lượng của tất cả biển chúng sinh mà diễn nói, chúng sinh sức hiểu sâu thì nói nhiều một chút, chúng sinh sức hiểu cạn thì nói ít một chút, đối với chúng sinh đã giác ngộ thì nói đạo lý thật tướng của các pháp, lại muốn khiến cho tùy thuận căn tánh của tất cả biển chúng sinh, sau đó dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, khiến cho họ sinh niềm tin Phật Pháp. Lại muốn khiến cho tùy theo sự ưa thích của chúng sinh, trong tâm họ hoan hỷ gì, thì vì họ mà nói pháp để trừ, phá, núi chướng ngại, cống cao ngã mạn của chúng sinh. Lại muốn khiến cho tùy thuận biển tâm và hành vi của chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh tu trị pháp môn yếu đạo, vượt ra khỏi ba cõi, lại muốn khiến cho tất cả Bồ Tát an trụ ở trong biển thệ nguyện của Phổ Hiền, cho nên phải vì chúng sinh nói pháp. Chúng ta xem pháp thế gian quá quan trọng mà coi nhẹ pháp xuất thế gian, nổi giận thì khí lực rất lớn, còn nghiên cứu Phật Pháp thì khí lực rất nhỏ. Nếu học Phật Pháp mà dũng mãnh như nổi giận thì nhất định sẽ thành Phật. Tâm tu hành mà nặng như là tham dục thì chắc chắn sẽ